Hello, xin chào quý vị. Lý Hương đang có mặt tại đường Lê Hoàng Thái. Đây là hẻm số 77 ha. Ở phía bên đây thì có ngôi chùa, chùa Kỳ Quang 2 thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thì Lý Hương cùng với chủ kênh Sài Gòn Ngày Nay đi chùa Kỳ Quang nha. Và xin mời cả nhà cùng với lại hai anh em đi vô chùa. Đây là gần cảnh đường vô chùa luôn nha quý vị. Hẻm 77 đường Lê Hoàng Thái. Hẻm này là hẻm 79 nha. Rồi. Có phải có trước có hai bà già cứ hay mua đồ đây. À. Giờ mình đi mua quà ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi mua quà ha. Ở đây thì có gạo. Hai bà già quận 10. À là mua cái gì ạ? Dạ. Và để con bánh bim bim. Đại lý gạo ha. Số 79 sạp 19. Dạ. Đây là chào bà. Chào bà. Cô là chủ hay bà là chủ? Bình thường bà bán hay cô? Dạ. Cô bán. Có bị viêm họng à hay sao? Tốt rồi đó. Uống nước giá vô cô. Không hết á. Dạ. Con đi vô chùa, con muốn quay phim lại cho một số những cái vị khán giả ở bên nước ngoài họ xem à. Dạ bây giờ mua quà rồi vô ạ. Dạ. Đó khỏe, mười thùng. Không có ăn trong một trong. Đâu có không có cái à. Mốt hay hay lỗ hoài. Cho qua qua cái gì? Có giá đầy đủ em đi trên rồi. Bây giờ thì Lý Hương với lại chủ kênh Sài Gòn Ngày Nay anh Tuấn Dương sẽ mua, sau đó thì gọi điện khoảng 15 phút thì cô ở đây cô sẽ chở vô chùa ha. Mình sẽ không phải chở, ở đây có gạo nè, bánh nè, ở trong đây thì có sữa nè. Tiện quá. Con này mua loại gạo đây. Con lấy 12. Và thì 12 là 200. Cái gì cho con 13 đi. Chúng ta sẽ lấy 200 ký gạo. 200 ký gạo là cô đóng vào mấy bao?
8 bao, mỗi bao này là 25kg đúng không? Vậy là đã lấy 200kg gạo, ok. Rồi sữa này, nhiêu tiền một thùng này đây? 300 thùng. Sữa này ok cho con 2, cho con 2 thùng sữa. 5 thùng đi. 5 thùng. Rồi cho con 5 thùng sữa đi. Năm thùng sữa này à? Just lay đi. Sữa và gạo. Rồi, ok. Rồi vậy. Gạo và sữa ha, hai sản phẩm rất là thiết thực. Cô thì cô dạ. Và bây giờ con gửi tiền trước, xong rồi con vào con điện thoại thì mang vào cho con đúng không? Là có người chở vào đúng không? 5 phút ở nhà là chở liền. Ok, được rồi. Dạ. Dạ mình đi y chang như bà nói là cứ tới đây cái cô này mua thì cô rất là tử tế. Sau đó cô còn mang nước ra cô mời nữa. Thì đúng hướng dẫn như vậy là hôm nay rất là tình cờ mà con tới cái con gặp liền. Thì mọi lần con tới là con ủng hộ chùa bằng hiện vật, bằng tiền. Nhưng mà bà bảo là nên bà bảo con là bà ngoại nấu ăn á hả? Nấu ăn đấy, hai bà đi, hai bà ở quận 10 bảo cứ em con đến con mua gạo thì hơn. Thì đến bảo con bảo mua gạo mua sữa thì con bảo là không biết là cái chỗ đấy nó gần đây không, lẽ là con định đi là đi lên để coi như nào vì con xa mà. Vâng, thế nhưng mà đây thì rất là tiện thì để con sẽ giới thiệu cái địa chỉ này, ai mà tới thì có thể mua đồ của cô. Cô tên gì cô? Cô Hà. Cô Hà. Cô Hà địa chỉ đây là gì cô? 79/19 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp. Và dạ. Bà năm nay bao tuổi rồi bà? 85. 85 rồi. Ôi giời, bà vẫn khỏe quá nhỉ. bà ở Hà Nam á? Phú Lý. Hà Đông. Hà Đông mới nông bóng không về Hà Nội. Con cũng Hà Nội này. Bà vào đây lâu chưa? 60 đó. Băng 54 đấy ạ. Bây giờ ông nhà mình còn không bà? Ông này đi theo các cụ rồi ạ. Vậy ạ. Thế cụ có nhiều, cụ được mấy người con? 8 cháu. Chị là thứ mấy? Thôi bây giờ con xin phép con vô trong chùa đã đi, xong rồi con con nói chuyện với sư thầy đã, xong rồi con ở đây thì giao hàng đầy đủ, chỉ có để lên phòng cho em. Dạ. Okay. Vâng. Không thì chờ em làm cái vấn đề này từ đâu, em đâu có sợ gì đâu mà em sợ thì em đã không có đi mà yên tâm. Dạ vâng. Thì thứ nhất là có người giới thiệu rồi, thứ hai là ví dụ mình làm cái việc phước nữa nên là em nghĩ là không sợ chuyện gì cả. Em đâu có lăn tăn chuyện đấy đâu. Dạ. Thì em nghĩ là sẽ còn tới ủng hộ chị nhiều lần và sẽ có nhiều người biết đến chị. Đó, tới thì thay vì họ phải đi mua đồ rất là xa đúng không? Tới ngay gần chùa mua luôn. Bây giờ em đi nhá. Dạ. Chào bà nhá. Dạ, chào bà. Chị nhé bà nhà. Đang sẽ đi vô cái chỗ để chờ xe. Đi vô trước cổng chùa. Đây là cổng chùa đây các bạn nhé.
cơ sở từ viện xã hội Phật giáo trường Phú Quang 2. Bên ngoài này là cháu học sinh đã đi alo mà hả? Xuống xe tắt máy dựng bộ. Rồi, xuống xe tắt máy dựng bộ. Em gửi xe đấy. Thông thường thì mọi người đến đây thì thường mua sữa với gạo ha. Ở phía đây là khu vực gửi xe đây quý vị. Có bán khá là nhiều ấn phẩm. Hôm nay ngày gì không anh? Ngày thứ 7. À, hôm nay thứ 7. Rất đông mọi người ha, ở đây là cơ sở từ thiện xã hội Phật giáo chùa Phật Quang. Đây, xe rất là đông. Tượng của Phật. Lý Hương sẽ đi dạo một vòng quanh khu vực trong lúc anh Xuân Duy anh vô anh xin phép làm thủ tục gì đấy. Chỗ đây thì mình sẽ tắt máy và dựng bộ xe ha. Lý Hương sẽ đi dạo một vòng. Ở trong đây giờ này thì khoảng là giờ trưa. Nhưng mà trong đây thì khá là mát. Wow, trường đại học công nghệ. ASEAN International School. Mấy bạn là thuộc trường Đại học Công nghệ Sài Gòn á? Hotech là Đại học Công nghiệp đúng không? Mấy bạn đi lại đây làm từ thiện à? Đi theo đoàn trường hay là mình tự? À, tự phát tâm đúng không? Nhớ mấy bạn đi bao người? Hơn 50 bạn. Hơn 50 bạn à. Mấy bạn là đang chuẩn bị đi vô chùa hay là? Rồi. Cảm ơn nhé. Đây là mấy bạn trường đại học Thu Tết ha. Đi một nhóm 50 bạn và đi tự túc thôi. Ở bên đây là Tập đoàn Giáo dục Quốc tế A Châu nè. Hôm nay thứ 7 rất là nhiều người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái khu vực mà làm cái
thủ tục đó. Đây, gạo và sữa. À, anh ruột của cô nãy mình mua. Anh ơi, vô đây mình phải làm thủ tục hay sao? Không rồi. À. Đây. Đó, sữa hồi nãy thì mới giao từ trên xe hơi xuống là còn nóng hổi. Thì quý Phật tử ở xa đó, thì thay vì chúng ta phải mang gạo đi từ nhà thì có thể tới gần nơi mua. Một bao này là 25 kg, 200 kg đây. Cảm ơn nha. Dạ. Vậy là có phải nó với thầy kia chưa? Nói em nói rồi. Thì có cần người tiếp nhận gì không? Thầy ngồi. Em sẽ gặp thầy. Em gặp rồi. Dạ. Và đây ok đây đúng không? Tức là mình sẽ gặp thầy và thầy sẽ tiếp nhận phần này. Đây thì hồi nãy Tuấn Dương có gặp và bây giờ thì có một cái phiếu tiếp nhận đây rồi, và có một cái thư trong này là có một cái thư cảm ơn nhé quý vị. Đây trong đây thì có một cái thư cảm ơn là cái phiếu công đức đây đó. 200 kg gạo, 5 thùng sữa thầy đã ghi rồi á. Đây là của anh xin phép không được nêu tên. Rồi ok. Thì bây giờ chúng ta đã sẽ xong việc rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong này. Mình cũng xin phép thầy để ghi hình rồi thầy nói ok. Giờ chúng ta đến vô trong. Wow. Tiếng chuông ạ. Rồi, Lê Hương sẽ tạm end video ở đây nha cả nhà. Đi vô chùa sẽ quay thêm, đã được xin phép sư thầy rồi. Rồi, bye bye cả nhà. Hẹn gặp video tiếp theo khi mà Lê Hương vô chùa nhé. Bye bye.